toàn là trong bạc là cột. Chạy chó bạch dưới Đức Công Phan, xin chào toàn thể mọi người. Ok, thì hôm nay em sẽ đưa mọi người đi xem một bầy chó gồm có 7 con. Thì bầy này gồm có 3 đực và 4 cái. Bầy này là lông ngắn và cũng là hậu duệ của Thilo. Thì cái bầy này nó đã tiến hành 2 mũi vaccine và sổ giun. Thì cái tình trạng sức khỏe của cái bầy này thì bây giờ nó đã ok rồi. Bầy này thì nó được 2 tháng và 12 ngày tuổi. Và cân nặng thể trọng trung bình của từng con nó rơi vào khoảng từ 7 cho đến 9 cân. Và cũng có con nó sẽ hơn 9 cân. Ok, và ngay bây giờ em sẽ đưa mọi người đi xem 7 chú chó này nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy mình ưng ý cháu nào thì mọi người cứ liên hệ đến cái số điện thoại em sẽ để bên dưới video. Công Phi sẽ trao đổi cũng như là tư vấn nó kỹ hơn về từng cháu cho mọi người. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi xem nhé. Ok mọi người, đây là gồm có 2 bầy nhá, một bầy lông ngắn của Thilo và một bầy lông dài của Dola. Lông dài nó có 3 con, thì để em quay một clip sau cho mọi người xem. Có mấy thằng lên tài đẹp lắm rồi. Đực đầu tiên nha mọi người. Đây là đực số 2 mọi người. Đây là con đực số 3 nha mọi người. Em ơi. Đó, đẹp chưa? Quá đẹp. Con cái đầu tiên nhé mọi người. Ở đây. Rồi, chú ý.
Đất bạn xin lỗi. Là con cái thứ hai nha mọi người. Trời ơi, này. Ôi, hết rộng. Em này ngóc được một tay chắc sắp lên nữa. Này em cái số 3 mọi người. Nay trời nó mưa bão quá, nó lâm râm từ sáng đến giờ nên ra quay nó khó. Đẹp quá. Đây cất. Lộ. Đây cố út nha mọi người. Úc ơi, này Úc,